Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Để tiếp tục, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phóng sự buổi lễ tưởng niệm 50 năm các nạn nhân bị Cộng sản sát hại vào Tết Mậu Thân năm 1968 đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 2, 2018 tại Home Middle School Alexandria, Virginia do Đậu Thanh Vân và Nam Anh thực hiện. Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2018, tức là ngày mùng 3 của Tết Mậu Tuất. Nam Anh đang hiện diện tại Home Middle School để gửi đến quý vị chương trình phóng sự của buổi lễ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản bị thảm sát tại Tết Mậu Thân năm 1968 do Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia tổ chức. Sau đây là phút mặc niệm để tri ân bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, nữ kiệt bất khuất, đã có công dựng nước, kiên cường ngăn chống giặc ngoại xâm, giữ gìn non sông gấm dốc suốt 4.000 năm lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cũng tự nhớ đến các đồng bào, các chiến sĩ, nạn nhân Cộng sản đã hy sinh vì chánh nghĩa quốc gia, lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền. Tại hội trường này, hôm nay, đặc biệt, chúng ta cùng thành tâm tưởng niệm các dân lành vô tội bị Cộng sản bắt việc, giết hại dã man trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân cách đây 50 năm. Phút mặc niệm bắt đầu. Một trong những sinh hoạt đầu năm của cộng đồng Washington DC, Maryland và Virginia là buổi lễ tưởng niệm 50 năm các nạn nhân bị Cộng sản sát hại Tết Mậu Thân năm 1968 vào ngày 18 tháng 2, 2018 tại Home Middle School ở Alexandria, Virginia. Trong không khí trang nghiêm với bàn thờ và nhang đèn hoa quả, các đại diện các tôn giáo lên cầu siêu cùng tất cả quan khách tại hiện trường đã đứng lên dâng nén hương lòng để nguyện cầu cho các hương linh các nạn nhân được siêu sanh tịnh độ, cũng như nhắc nhở cho thế hệ sau những tội ác của Cộng sản dù 50 năm qua chúng ta vẫn không quên. Đài SBTN đã trình chiếu lời tường thuật của linh mục Phan Văn Lợi từ trong nước là chứng nhân những kỷ niệm đau thương của cuộc tấn công của Cộng sản trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Cái cuộc tổ chức ngày hôm nay vô cùng thành công. Thứ nhất đó là tất cả những người đến đây với cái tâm nguyện mà họ thành thật, họ muốn nghĩ tới những nạn nhân đã bị Cộng sản sát hại 50 năm qua. Và cái buổi lễ đó nó cô đọng được tất cả những cái sự linh thiêng và nó có những vị lãnh đạo tinh thần tới đây cầu nguyện. Và chúng tôi nói thấy rằng những cái linh hồn mà đã bị chết oan trong 50 năm trước đây, họ cũng có phần nào mà họ là được giải thoát qua những cái lời kinh và tiếng cầu và của những người của chúng ta 50 năm còn nhớ tới họ. Nhưng mà cái điều mà quan trọng mà chúng tôi thấy cần nói lên nhất đó, đây là cái dịp chúng ta cũng phải nói cho thế giới biết là 50 năm rồi mà cái hành động tàn ác của Cộng sản đó, trong lịch sử loài người chưa hề từng có một cái cách giết người nào mà tàn bạo như Cộng sản đã làm với những người đồng bào vô tội của mình. Thì cái tội ác đó chúng ta phải nói lên cho nhân loại và cho tất cả mọi người biết cái chuyện đó. Thì thưa với chị Nam Anh với lại thưa với quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, cái buổi lễ nó tuy đạm bạc nhưng mà đã nói lên được cái tấm lòng của đồng bào DC đối với những nạn nhân đã bị thảm sát. Và cũng cái dịp này đã cảm ơn những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cho chính nghĩa để mà giữ được miền Nam Việt Nam trong cái thời kỳ Tết Mậu Thân 50 năm vừa qua. Và một lần nữa là cũng phải nói lên cái tội ác của Cộng sản để cho thế giới họ biết, cho dù một nửa thế kỷ đã trôi qua. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất, mà tôi thì giáo hữu của Giáo hội Cao Đài Đại Đạo ở hải ngoại này.
tôi được sự hân hạnh được cộng đồng dùng Washington DC, Virginia, Maryland mời đến đây. Thật ra tôi nhận thấy là cộng đồng tổ chức cái cuộc lễ tưởng niệm này rất có ý nghĩa, bởi vì cuộc lễ tưởng niệm này để mà mình là người tôn giáo cầu nguyện cho tất cả các anh linh mà chết oan uổng bị cộng sản nó thảm sát, và cũng đồng thời nói lên cái tội ác của cộng sản. Tết Mậu Thân năm 68, năm nay đúng là 50 năm. Thật ra tôi suy nghĩ là cái chuyện này là mình tổ chức rất có ý nghĩa, và cũng tôi cũng thành tâm để mà cầu nguyện với Thượng Đế, Phật Tiên Thánh Thần độ hộ cho tất cả vong linh đó được sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. Thứ hai nữa là tôi là người tôn giáo thì tôi luôn luôn lúc nào cũng cầu nguyện toàn thể nhân loại trên thế giới này được sống trong cảnh hòa bình, yên vui và hạnh phúc. Nói chung, nói riêng là dân tộc Việt Nam của chúng ta sớm có được một cái ngày tự do, dân chủ, nhân quyền và thật sự ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì ngày này rất là quan trọng. Không phải là riêng cá nhân tôi, nhưng mà cho tất cả những người, đặc biệt là ở Huế. Tôi là người sinh ra ở Huế, nhưng mà tôi cũng xa Huế đã từ lâu rồi. Thành ra cái ngày, nhưng mà tôi cũng có những người thân cũng bị thảm sát trong cái Tết Mậu Thân. Đó là ông cậu của tôi và con ông cậu tôi, tên là người em của tôi. Đó, thành ra cái ngày hôm nay tôi tới, tôi thấy bà con tới rất đông đủ, và tức là mọi người dù mùng ba Tết nhưng mà tất cả mọi người đều đến đây để tham gia, để chia sẻ những cái đau đớn của Huế, và qua những cái hình ảnh ở trên internet và qua những người kể lại của những người bạn, thì tôi thấy cái Tết Mậu Thân rất là đau xót cho quê hương mình. Không có một cái thảm cảnh nào mà đau khổ như hơn như vậy được. Cảm tưởng của tôi là một ngày mình tưởng nhớ tới những người đã bị cộng sản thảm sát. Đã 50 năm qua mà không bao giờ mình quên được cái cảnh thảm sát đó, mà vào ngày Tết, 30 Tết nữa. Thành ra rất là lúc nào mình cũng nhớ cái ngày đó. Bà con tôi thì không có bị thảm sát, nhưng mà có người chú rể, có một người chú là dì, chồng của người dì ruột, thì có gia đình bị thảm sát. Trong gia đình thì mấy anh em, chú, bác, cháu chắc chi là đều bị chôn sống hết. Ai cướp con tôi, ai giết con tôi, giữa cơn mộng đêm tai mình. Ôi thương lời nói tội tình, hàn báo đơn đau, giờ mẹ con đành gắn nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phóng sự của ngày hôm nay. Nam Anh tường trình từ Alexandria, Virginia. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SPTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.